Xin chào các bạn. Hôm nay Emin xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm của hãng PCE với là máy siêu âm độ dày kim loại với model là PCE TG100. Sau đây mình xin chắc đồng bảo một thiết bị mới. Thiết bị được đặt trong một hộp cứng rất là bảo vệ, rất là đẹp, nhỏ gọn. Máy bao gồm có một hướng dẫn sử dụng, một máy chính, một đầu đo nên kết nối với máy, một hộp dung dịch để ta dùng để đo. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và kết nối với máy đo này. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn về cách sử dụng máy. Mặt sau máy là nơi để lắp pin, trên màn nguồn. Trên giao diện mặt trước thì có màn hình để xử lý pin on up làm tắt màn máy. Mình sẽ on khi bật thì máy sẽ khởi động và hiển thị màn hình phím lên xuống sang trái sang phải. Ở đây là phím clip hiệu chọn. Đầu đo của bạn đây thì bạn sẽ kết nối vào đầu của máy hay gì không. Khi bạn kết nối vào hay gì không thì bạn cho nó, thì đây là chất tiếp âm của bạn thì bạn sẽ bôi lên. Đây là cái chỗ để chúng ta hiệu chuẩn. Cái này là dày 3 mm, thì bạn sẽ bôi chất tiếp âm vào đây. Đấy, thì khi sau khi bôi cả vào đầu dò và bôi vào đây thì bạn ấn vào phím clip thì bị côn, thì khi mà côn hiện ra thì đấy thì hiển thị côn 30 mm. Khi mà mình đã côn xong thì hiển thị thì nó sẽ trở về giá trị THK là giá trị mình để mang đi đo. Ví dụ mình có thể ví dụ cho các bạn là một phần mẫu thì mình đã có bôi chất tiếp âm trên này. Nó sẽ hiển thị kết quả trên này là mm. Cái máy là rất là dễ sử dụng và đơn giản. Đây là chỗ để các bạn hiệu chuẩn khi dùng các bạn cho test tiêu âm. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm máy siêu âm độ dày kim loại của hãng PCE. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.